Vâng, mến chào toàn thể quý vị. Hiện tại tôi đang ở thành phố Hưng Yên, đang ở nhà vườn Ngọc Sơn. Đây là phường ở đây là phường nào ấy anh Sơn ơi? Phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên. Hồng Châu à anh? Sơn Độc Dũng, phường Hồng Châu. À. Hồng Châu, thành phố Hưng Yên. Vâng. Nhà vườn Sơn Độc Dũng. Nhà vườn Sơn Lộc Dũng à chú Động? Tôi làm cái video này tôi gửi tới cho quý vị và các bạn. Hôm trước, buổi hôm trước mấy anh ấy cũng tổ chức một cái buổi ra mắt nhà vườn. Rộng mênh mông quý vị ạ. Đấy, ở đây anh ấy kê một loạt các cái đồn đồng nai. Này chỗ này rộng thế nhờ anh Sơn nhờ? Ờ, chỗ này có anh được một mẫu thôi. Một mẫu cơ à? Ai dạ, rộng thật đấy. Đấy là cả quất cảnh. Vâng, đây quý vị ạ. Quá rộng luôn. Ngoài này là ấy đúng không? Ngoài này là làm quất đúng không anh? Ờ. Bên này là các anh ấy làm quất. Toàn bộ cái khu này là anh ấy trưng bày cây. Đây là cây xị búp hồng, lá nhỏ xíu. Đây một cây xì. Rộng mênh mông. Một và phôi trực. Cái này chị phôi này chắc to nhất vườn nhỉ. Ừ. Dạ. Em cứ phải nuôi phóng này nó to. Vâng. Đấy, bắt động bác ấy cứ ống thuật mà. Cắt ngay là nó không lớn. Vâng. Nó không lớn được cái chi. Vừa cứ để thở này nó rất lên to cái này. Vâng. Mình nhanh nằm tay anh ạ. Nó mới nhanh nằm tay, mình cắt sớm là nó chậm lớn lắm. Vâng. Nên là khi nuôi được một cái cút nhá, xong bắt đầu đủ độ rồi bắt đầu được cắt. Và cắt xong bắt đầu mới lại lấy tiếp ra. Chứ còn nếu mình cắt sớm mà nó cứ bé này nó không lớn được. Chậm lắm. Nó không rồi. Đây như cành này đúng không? Thực đây. Ừ. Cành này là to đây nhờ. Để được một độ to lại cắt. Cũng độ to là nó là cân đối thân. Bắt thật ra này. Ừ. Con chụp này đâu? Tầm huyết thì mình đúng là cái cây tầm huyết thì cái làm nó chậm, kẻ nó chậm, chậm nó sau này nó cũng nhanh làm bội được cái à, và, đấy. Cái này già đấy anh ạ, anh Sơn ơi, cái này già. Đấy, con này là con cổ nó ở cái đất em. Cái này nó thở ra nhé, để nó và. Thở ra, nó thở nó có cái ngòi này. Và nó nhanh to là ở cái ngòi này nó kéo nó mới ấy được, còn nếu mà mình cắt đi ấy, nuôi cái này nó lại chậm. Vâng, chậm lại nha, tức là cứ để nó sổng đi nhờ chú nhờ, để đủ độ bắt đầu lại cắt.
Anh Sơn nuôi mầm thở cũng ác phết đấy. Nuôi mầm đấy, nuôi các cái mầm to quách nhảy kéo. Con đấy là con Phúc An đấy anh. Em mua con đấy 2010 ở trong Ninh Bình đấy. Chứ không phải Phúc An. Xanh lá roi đấy à, Phúc An phâu. Phúc An lá to 2 này, Phúc An này. Cây này nó kiểu lá ớt. Lá ớt á? Không phải là Phúc An. À, hình như cây này giống cái cây xanh của anh Lương ấy, chú Thực ạ. Đúng không? Cái cây xanh quê Lương cũng mua ở cây này. À, một cái cây lá này. Đúng không nhỉ? Đấy, nếu mà sang ngâm thì ngắm em ăn bốn con này là một, con này là hai. Đó. Mang cây quê này à anh? Không, anh mang hai con này. À. Con này mấy con này. Đây mấy con xanh quê này. Cây lá cũng đẹp nhỉ, lúc đầu cháu vào cháu nhìn cây này lá đẹp thật. Đấy, cây xanh quê như là lá đẹp, đúng không chú Động? Già, trắng muốt. Vâng, đấy con đấy à, mang đi anh. Nhưng mà xếp vào là cái tầm trung. Mấy con bên kia anh ạ. Con bên kia em đang cuối tháng này em thay bể. Nhắm thân mình đi. Cây to xong bắt đầu 2010 sau bắt đầu từ thu ạ. Cái bạt bóng trước nó gần 3 mét mà anh. Bóng gần 3 mét rồi anh. Chúng ta thu ác phết đấy nhở. Này thu một còn một nửa, hai phần. Em đang đợi cái chậu cuối tháng này em thay cái bể. Bể trưng quỳ nó này. Vâng. Bể sang bể trưng quỳ đúng với bể vệ cây. Vâng vâng. Đấy, quý vị thấy không ạ? Cây xanh này, xanh quê, lá rất là đẹp. Đôn này ở vùng mình có bán không anh Sơn? Đôn bê tông ấy hả em? Đôn Đồng Nai này này. Đôn Đồng Nai vùng mình bán đầy cho em. Đây đều đôn đời mới nhỉ anh nhỉ? Đời mới.
Chính là kê đôn này nhìn nó đẹp hơn là dùng cái loại chân inox kia. Trước anh ở trong phố thì anh kê ở trong nhà thì toàn bộ cái đôn đồng ngai này với cả đôn thế sau chuyển ra đây thì anh chuyển hết này. Vâng. Nhìn nó nhìn con xanh quê nhá. Cũng sạch sẽ và đẹp. Đấy xanh quê à? Con xanh quê. Con này lá to nhỉ? Này anh đang chăm, người Á rất đẹp ngọc. Con trực quyền này vẫn thật anh à. Nếu ra sân chơi ai dạ, nhìn quay kỹ mới thấy độ già kinh điển đấy. Em trước em để trong nhà có cớm thế à, rồi em phải ra ngoài em phải chăm lại cái bộ chi răm này, nó đang bị rớt anh nhỉ. Ra đây khỏe, ra rửa sáng sủa. Ra sáng cây. Đây, trước kiểu anh Dũng cũng bị đen kiểu này, nó cứ đen thôi, kiểu thiếu nắng. Nó thiếu nắng. Vâng, à, nhưng mà nó trên bị đấy à, trên vườn bác là nó bị cái bị của cái khói. Dạ. Mà cũng là đồ con cũng được mấy cái nhỉ. Đây quý vị, nhỏ nhỏ nhưng mà già. Đấy, hôm tới đợt tới triển lãm mang cây này đi là chiến đấu là cũng ngon trong chậu này. Vâng. Nhưng mà cứ để như chậu này anh ạ. Ừ. Cứ để chậu này là bây giờ là chuẩn cây hoàn thiện rồi. Cây già quá quý vị. Vâng, đấy, như vậy là tôi cũng vừa mới quay gọi là một vòng sơ qua vườn của anh Dũng Lộc Sơn này ở thành phố Hưng Yên.